mất tiền rồi, đánh như thế sống đéo được, không kiếm đâu mà đánh được. Mày người đánh lắng này không thể hai chút nào được này. Chẳng hòa xem, buổi sáng đánh như chín trận rồi đây, chín trận, mấy chín trận đánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ทุกคนครับ
教你了。我把它看见了。我把它看见了，那个女的。怎么了？你都没呀？有了这个味道。Oh!
mà chưa từng nói thế mà chưa từng phê nói thế mà chưa từng còn bắt cầm bóng quăng rồi cầm cái gì cầm bóng cầm gì đánh bóng dí bóng cái nước uống phải rửa bóng đây là thầy chơi quen rồi không đánh nhà quen rồi không đánh chơi quen rồi thầy đang đưa đưa nó về đó Rồi. 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 Rồ
đi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.